Xin chào các bạn, đây là series Chơi Cờ Với Nắng. Mặc dù đã lên được 2 video PBM mùa mới rồi, nhưng một phần nào đó trong trái tim của mình vẫn còn rất vương vấn mùa cũ. Nếu mà để nó kết thúc ở đây không một lời từ biệt thì day dứt lắm. Đúng. Dù gì cũng đồng hành với nhau nửa năm trời, có phải nói bỏ là bỏ được đâu đúng không? Con người còn chẳng ai làm thế, trừ mấy chap boy chap girl. Thôi, mở bài hơi dài dòng, ý mình là video này sẽ coi như là lời tạm biệt và tri ân của mình với TFT mùa 9.5. Bởi vì cũng vấp ngã nhiều, vô tri nhiều nên là cũng rút ra được khá kinh nghiệm để làm một video cuối cùng đầy cảm xúc. Trời ơi, quá là sến. Nhưng mà đã xứng đáng một like để vào game ngay chưa? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới mà cổng dịch chuyển đã lựa chọn Billswater Nốt Cao làm điểm đến. Đây không chỉ là một thành phố mà là sự pha trộn tinh tế giữa thị trấn ổ chuột và khu quẩy của Yumi. Vẫn là Tam Ken, chú cá chê đồng hành cùng Nắng đã chung lưng qua bao năm tháng săn đuổi năm vàng ba sao. Là gì đấy? Đồ khởi đầu sau ba rau quái, một nước mắt, một đai máu và một giáp. Nice. Bắt được form bài đẹp khá là ok với chó gắt 2 sao đi cùng Red Tong, thêm vào sân Cassiopeia để kích Surima, lõi công nghệ bạc xuất hiện ngay ở vòng 2.1 và mình quyết định chọn AFK để có thật nhiều lợi tức mà lên cấp. Không quên lắp cho chó gắt cái giáp lửa và nước mắt trên người Cassiopeia để đẹp được bao nhiêu hay bấy nhiêu nhất. Đối thủ đầu tiên mình gặp khá là yếu khi mà lựa chọn chiếc lõi ấn ngẫu nhiên nhưng mà lại ra Zaun. Trên bàn không có con Zaun nào, Nico hệ xếp đi cùng Milio 1 sao cũng quá là yếu cho bài đấu của mình. Một chiến thắng khởi đầu khá là ok. Tiếp tục là một round đấu dễ dàng cho Nắng khi mà đối thủ cũng chỉ có 3 chết trên sân. Ông này thì lấy khổng lồ hóa để eco mà bài đấu thì cũng toàn đôi, nào là đôi Ire, đôi Warwick, đôi Swain, cày lọ luôn. Easy 2 win với chiếc lõi AFK. Tiếp tục thắng xít sao một chết quá là may mắn trước cái nhà Billswater đang đép nhưng mà chưa chịu lắp đồ để hoàn thành chuỗi thắng 3. Ở trên cao thì tất nhiên là sẽ hết đồ ngon, mình lụm về chiếc giáp 3 tiền trên người Queen, nhặt về tiền từ AFK cộng với việc là bán hết tướng thừa trên hàng chờ, mình tích đủ 50 tiền mà không mất 5 để đảm bảo là vẫn tích đủ lợi tức, không còn may mắn như những round trước. 2.5 mình gặp nhà level 5 đang đép bằng hư không. Ông này cũng khá là cẩn thận, lắp luôn quỷ thư khi mà thấy đánh với bài mình. Tất nhiên rồi họ áp đảo về lượng chết dù cũng full 1 sao, nhưng mà như thế là đủ để mình không nổi được lửa. Cửa hàng may mắn xuất hiện ở vòng 2.6 giúp mình lên được cá sấu 2 sao để tiếp tục đép. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì mình thắng được ở round này trước nhà level 5 đang form hướng Ionia. Cá sấu và chó gát quẩy quá kinh, đấm ông này 2 chết. Biết thế round trước áp cấp là giờ mình có win trick 5 rồi, nhưng mà biết trước đất giàu vậy. Đập 3 cục đá lấy về thêm 2 cây BF và rất nhiều tướng để mình bán đi tích tiền quá ngon. Map này có khu quẩy nên là càng giàu càng tốt. Cửa hàng may mắn tiếp tục xuất hiện luôn ở vòng 3.1 cho red side của mình vào kích đủ 4 đấu sĩ, lắp Sojin cho Cassiopeia để đép và up luôn level 6 cho Soraka vào sân. Gặp nhà đang đép lên đánh thách đấu, 4 đấu sĩ là đủ trâu để phía sau Cass có thể phụ đam cùng với chiếc giáp lửa. Bài họ cũng toàn 1 sao nên là không quá khó khăn để mình giành chiến thắng. Lõi công nghệ thứ hai xuất hiện với màu vàng vàng, mình chọn ngân sách cân bằng để lấy thêm tiền lên cấp sau khi roll 2 cái lõi kia không thích lõi content nào. Hảo An up luôn level 7 mà vẫn giữ lại được 50 tiền. 3.3 level 7 50 tiền thì thứ gì chứ không phải là thứ bảy chủ nhật rồi các bạn ơi. Năm Billswater là bài đấu mà mình gặp ở round này. Miss Thornton 2 sao cầm crit phép, không có đồ mana không để giúp ông này thắng được trước bài của mình. Ông này hơi đen khi mà lấy sách ấn nhưng mà lại không ra được ấn Billswater. Vi lên 2 sao ngay vòng 3.3 cùng với sự xuất hiện của Kai'Sa thay Sojin cho Kai'Sa cầm để tiếp tục đép. Lại win trước một ông đép cũng bằng 5 Billswater, ông vừa rồi lắp đồ còn không thắng được bài mình thì ông này thắng kiểu gì đúng không ạ? Chiến thắng này cũng giúp mình nổi lời lên lần đầu tiên. Vòng đi chợ còn đúng cái váy cho mình lấy được, đồ ngon thì toàn bị húp hết mà cũng chịu thôi. Ai bảo là ngồi ở cái vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cái cảm giác mà không ai chịu được. Red side lên 2 luôn, Fiora cũng xuất hiện nên là mình thay vào chỗ của Cass. Ôi dồi ôi, bài cứ tự ra thế này thì chết. Gặp lại nhà đấu sĩ rất vàng, tuy nhiên may mắn là Cass team bạn chưa có đồ đam, số lượng chết áp đảo hơn đã giúp mình giữ lại được chuỗi tháng 5. Tiền cứ tinh tinh về tài khoản, mới vòng 3.6 mà mình đã lên được level 8 với hơn 50 tiền thừa. Gặp nhà chinh phạt phải nói là ông này đúng khổ luôn. Bài thì có mỗi con Seiya làm carry mà xếp chống phía bên tay phải, Fiora của mình luôn xuống cùng với đam phụ từ Kai'Sa cho Seiya một phát mất hình luôn. Rao quái trước trả cho mình hơi ít đồ nên là rao này năm con sói hư hỏng trả cho mình hẳn 4 mạnh, một nước mắt, một cung, một váy và một đai máu. Thú tượng và dây chuyền lắp luôn cho chó gác, còn cung để lại làm cục đao. Gặp nhà siêu cô can trường ở round này, siêu cô chưa có blue cũng như là còn 1 sao nên là chưa có đam mấy, team mình hơn cả về số lượng lẫn chất lượng nên là dễ dàng có được chiến thắng thứ 7. Tiếp tục là một chiếc lõi vàng,
Và vẫn như thường lệ thôi, không có gì quá nổi bật ở hai chiếc lõi còn lại, nên là mình lấy về tiền để giàu càng thêm giàu. Lấy xong lõi thì mình có hơn 100 vàng. Vì là map khu quẩy nên là với số tiền có được mình lên thẳng level 9, roll được vài phát mà vẫn giữ lại được 50 tiền, bắt thêm được Achok và Kasate cho vào sân. 4.2 mà lên level 9 thì thứ gì chịu nổi. Đấy là cái ông Bill Sutter này nói với mình như vậy. Cửa hàng may mắn xuất hiện ở vòng 4.3, gợi đòn mình lên cây xa 2, nhưng mà mình nói không bé ơi. Giờ tao xoay 5 tiền chứ rảnh đâu mà lên 2 sao. Bắt thêm Kasate từ cửa hàng may mắn, mình roll thêm được Belvet, Ari, Sion và Rice cho vào sân để đép xương xương. Tội nghiệp cái ông này mới sắm được con kêu 3 với con Javan 3 đồ tanh cứng, mà thế đích nào Javan không được nhảy luôn. Ari team mình hút năng lượng, kêu team bạn thì cứ quạt vào Kasante làm nó đá liên tục, sút bay Javan khỏi sân, chuỗi tăng 9 rồi cơ đấy. Vâng, không có chiếc gậy nào được lấy từ mình ở chợ cả, vì người ta lấy hết rồi. Hút chiếc BF tí nữa lắp đồ đàm vậy. Tính rom xương xương chiêu chiêu mà cái đích nào nó lên luôn Ari 2 với cả Sion 2. Hammer cũng xuất hiện nên là mình cứ được đà rom tới, lấy luôn 3 máy bảo vàng cho nó. Gặp nhà level 8 hai ấn thách đấu nhưng mà nó lạ lắm, Fiora với cả Kai'Sa ở đâu thì không thấy. Chiến thắng thứ 10. Nhặt thêm tiền từ lõi và mình lên lại 50 tiền. Bỏ Ari 2 ra khỏi sân để giao tranh càng lâu càng tốt, cho Hammer của mình hack vàng. Ông này đúng xui luôn, Seiya lúc nãy thì bị Fiora chém, giờ thì bị Sion cầm giáp lửa đấm cho nhất cả người luôn. Mới đó mà mình đã lên lại được 63 vàng nữa rồi. Lên được Sen 2 ở Ro Quái và roll được Rise mà vẫn giữ lại được 50 tiền. Sunnot 5 con chim lấy về được Đại Bác và khăn cho Hammer đánh nhanh xíu con hack tiền. Chiêu chiêu với 70 tiền roll xuống 50 thì mình bắt được Achok 2 và Kasate 2. Ari 2 được thanh lý luôn, tí nữa roll lại để mình trả Sojin cho Rise hack đồ hack vàng. Thì ra cái ông Silco lúc nãy xoay sang form Silco Targon Taric. Vâng, Silco đã 2 nhưng mà Taric 1, đã thế còn bị Kasate đá nên là không làm được cái gì ngoài thất bại. Hammer lên 2 cùng với Sen thứ 5, Achok thứ 4 xuất hiện. Mình cho Achok 2 và Kasate 2 ra sân nghỉ giải lao, thay vào đó là Seju 1 và Kasate 1. Mục đích của mình là kéo dài trận đấu lâu nhất có thể để roll thật là nhiều tướng 5 vàng 3 sao. Quá tuyệt vời khi mà round này mình đã gặp một nhà mạnh 7 Bill Sutter. Ông này cũng đã lên 9 với hai carry chính là Gangplank và Nila. Do đã bỏ bớt phần nào tanh và đam nên là mình đã thua. Nhưng mà như thế này là đẹp nha, vì mình không cần thắng nữa. Tiếp tục để thua một ông 7 Bill Sutter cũng với hai carry như cái ông mình mới gặp một chết. Quá đẹp luôn, tiền mình giữ lại được ở mức 70. Đi chợ còn mỗi cái nanh na sở cho Hammer được nên là mình húp luôn. Roll thêm 2-3 nháy mà nó ra quá trời 5 tiền. Sion ra thì con thứ 6, nhìn bài tanh kinh quá nên là mình cho tặng Rise 1 ra thay vào Sion 2 để hack thêm tiền với đồ. Tiếp tục để thua nhà đấu sinh rát vàng ở round này là đẹp. Rise của mình tiếp tục hack được khá là nhiều, lượng vàng đã có lên đến 100. Sau khi mình thấy có nhà cầm Belvet rồi nên là bán nó đi. Trông hơi yếu nhưng mà vẫn thắng được bài Demacia nha. Tầm này gần 6.1 rồi mà vẫn level 7 thì không ăn thua với cái bài đấu đó cho lắm. Mình còn hack được thêm 25 tiền nữa, 136 tiền ngay ra quái. Và cửa hàng may mắn đã xuất hiện luôn ở vòng này cho mình 3 con tướng 5 vàng. Ngoại trừ thuyền trưởng và Belvet thì mình lên được bao nhiêu mình sẽ lên hết. Do hai nhà cầm hai con này chưa chết nên là mình chắc chắn sẽ không lên được. Roll xuống còn 80 tiền ngay ở ra rồng ngàn tuổi thì vị tướng dắt vàng đầu tiên là Sion. Lấy về vuốt rồng cho Kasante, roll tiếp xuống còn 70 tiền thì mình bắt được Rai thứ 6 và Achok thứ 5. Một trận thua là đẹp của bài mình trước nhà thách đấu với hai con 5 tiền cầm ấn thách đấu. Tiếp tục slow roll thì mình bắt được Ari thứ 6, Achok thứ 6, Hammer thứ 6 và có 7 Rai, Kasante thứ 7. Để thua nhà đấu sĩ cho team bạn lên tinh thần mà đánh tiếp, chứ thắng là họ dễ nản dễ đầu hàng giống cái trận 5 tướng 5 vàng 3 sao phép của mình lắm. Top 4 cũng đã có chủ ở vòng 6.3, 65 vàng mình roll mạnh thì vị tướng dắt vàng tiếp theo là Ari. Vị tướng tiếp theo công hiến đó chính là Kasante. Thời gian cũng hết nên là chưa kịp cho Kasante ra sân để nó đá luôn. Vâng, vẫn là câu chuyện đó. Còn Kasante của mình một lần nữa khiến đối thủ trừ 99 máu. Ông này còn mới lên được Nila 3 nữa chứ đúng xui luôn. Nhà thách đấu còn lại thì vẫn giành chiến thắng để giữ lại hy vọng top 2 trước nhà đấu sĩ. Đi chợ lấy về 5 tiền để roll chứ tầm này đồ đạc không thành vấn đề nữa rồi. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà vừa về đến nhà thì Rise lên 3 sao. Roll thêm một nháy để nâng cấp nốt con Hammer lên 3 sao. Không quên cho Poppy vào sân để nâng số sao của Hammer lên 4. Hơi tiếc một chút vì đối thủ đã giữ, chứ không thì mình dắt vàng cả Achok rồi đúng không các bạn? Trận đấu cuối cùng thì cũng chỉ còn là thủ tục thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like, share, ủng hộ cho Nắng vì những giáo án cực kỳ công hiến như thế này nhé. Ngoài ra thì mình cũng lên những giáo án công hiến PBN 5 vàng 3 sao. Các bạn nhớ follow để xem được nhiều video của mình hơn nhé. Bye bye!